Ok, xin chào tất cả mọi người ha. Thank you mọi người đã tham gia cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì mình xin nói về một cái chủ đề rất là khác. Vẫn là những cái cách trade như thường lệ. Đó là những cái cách trade mình biến hóa ra, mình thay đổi, mình tạo thêm nó đa dạng từ những cái là sell put, sell call. Nhưng mà bây giờ mình sẽ tạo ra một cái strategy hoàn toàn khác. Ha, thì cũng giống như là trước đây mình đã từng nói với các anh chị, cái thế giới strategy á, nó rất là nhiều, thế giới strategy option nó rất rất là nhiều, và dường như á, là mình rất là thích thích cái strategy option. Vì vậy là mình liên tục tìm hiểu, và khi mình tìm hiểu, mình thử nghiệm và thấu khi mình đã thấu đáo rồi, mình mới bắt đầu mình chia sẻ lên chung với các anh chị. Thì mong rằng những cái buổi chia sẻ này nó sẽ giúp cho các anh chị một phần nào đó hiểu được và tìm kiếm được những cái strategies ưa thích của mình ha. Và hôm nay thì chúng ta đi đến cái strategy là put ratio spread. Và những cái ngày hôm nay thì mình sẽ đi qua bốn phần cũng giống như thường lệ. Đầu tiên thì mình định nghĩa put ratio spread là gì và các bước tạo nên nhờ cái strategy đó. Các điểm đáng chú ý của put ratio spread thì ở các điểm đáng chú ý này thì là những cái lập điểm break even, những cái vùng max loss max profit như thế nào, hoặc là khi cái mã stock nó dao động như thế nào thì chúng ta sẽ tìm kiếm được những cái nguồn lợi nhuận, hoặc là cái volatility như thế nào là hợp lý cho những cái strategy này ha. Tại vì bình thường là như thế nào, tại vì nếu có những cái mã nó không có đủ cái IV cần thiết đó, khi chúng ta set up cái strategy này thì đôi khi nó sẽ bị lệch hướng ha. Chúng ta phải cân nhắc những cái điều đó ha. Đôi lúc là cũng đặt những cái lệnh như vậy, cũng thêm những cái chân như vậy, nhưng mà cái strategy nó hoàn toàn nó không phải như vậy ha. Thì đó là chúng ta cần phải có những cái điểm chú ý. Và cái phần cuối cùng thì cũng giống như thường lệ, đó là làm như thế nào để chúng ta sử dụng cái put ratio spread trong giao dịch ha. Thì đương nhiên thì sau khi tìm hiểu thì chúng ta phải áp dụng ha. Ok, bây giờ mình xin bắt đầu ha. Đầu tiên thì mình định nghĩa là put ratio spread là gì. Thì đầu tiên, put ratio spread là một trong những cái chiến thuật giao dịch option, nhưng ở đây chúng ta sử dụng ba option ha. Thì chúng ta sử dụng kết hợp giữa hai chân sell put và một chân buy put ha. Chà, cái này thì chưa, có lẽ các anh chị có thể chưa có gặp trường hợp nào ha. Thì đây là hai chân sell put và một chân buy put. Hai chân sell put này thì out the money, and buy put thì cũng out the money, nhưng mà nó kết hợp ha. Và cái chân những cái credit mình nhận được từ cái chân sell put này, mình sẽ offset cái loss của cái chân buy put ha. Thì đây nó chỉ là mới một cái phần định nghĩa thôi. Em sẽ nói kỹ thêm vào những cái phần sau ha. Thì put ratio spread là cái cách mình đánh bearish và neutral theo cái cách đánh seller. Có nghĩa là sao? Là khi mà cái mình dự định làm một cái mã stock này nó đi hơi hướng nhẹ về phía dưới, hoặc là nó hơi neutral ha, thì chúng ta đánh cái cách này. Nhưng mà cái cách này có được là cái tại vì cái cách này là cách seller và chúng ta dư một cái chân sell put, nên là tiền collateral và những cái dự định chúng ta sẵn sàng mua share đó thì nó sẽ offset đi cái phần max loss của chúng ta ha. Thì put ratio spread là cái cách để những cái nhà đầu tư long term muốn nắm giữ share và tạo ra những cái cách nguồn passive income ha. Thì các anh chị đã biết rằng ở những cái nhà đầu tư long term, người ta lúc nào người ta cũng có rất là nhiều cái cách trade xung quanh những cái tiền collateral, xung quanh những cái share người ta đang nắm giữ ha. Nó rất là nhiều cái cách để người ta trade. Và như vậy á, người ta luôn luôn tạo được cái số lượng tiền passive income mà người ta tạo ra, tại vì cái số lượng share của những cái nhà đầu tư long term nắm giữ quá nhiều share đi ha. Ví dụ cái nhiều các anh chị ở đây thì em cũng biết rất là nhiều các anh chị nắm giữ thậm chí là cả là 100, 200 ngàn NIO hoặc là Tesla ha, hoặc là những cái mã blue chip, rất rất là nhiều các anh chị nắm giữ các mã đó thì mình biết. Nhưng mà đây là khi mà mình sử dụng những cái cách này, thì ngoài cái việc nắm giữ cái mã,
những cái mã cho long term và chờ đợi, thì mình sẽ có những cái cách mình biến đổi nó và tạo ra những cái nguồn passive income thật là hợp lý ha. Thì ngoài boost ratio spread thì còn có core ratio spread, nhưng mà cái cấu trúc ngược lại ha. Thì hôm nay chúng ta chỉ nói về boost ratio spread thôi ha. Ok, đầu tiên thì chúng ta cùng đi nhìn vào những cái biểu đồ này. Thì đây là một cái hình dung để chúng ta nhìn thấy được là cái boost ratio spread nó sẽ có một cái xu hướng là như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ có hai cái chân sell boost ở đây đúng không ạ? Hai cái chân sell boost ở đây và một cái chân buy boost ở đâu đó ở cái vùng giá này, cũng out the money, at the money hoặc out the money ha. Ha. Và ở đây thì mình nhìn tại sao nó gọi là boost ratio spread ha. Thì tại vì mình sẽ custom cái tỷ lệ của mình ha. Ở đây là mình custom là hai cái chân sell boost và một cái chân buy boost ha. Bây giờ mình bắt đầu nhìn những cái chân option này và mình nhìn ra xem là những cái chân này nó tạo ra một cái strategy nào. Ok, đầu tiên thì hai cái chân sell boost ha, out the money cộng với một cái chân buy boost, thì các anh chị có thể nhìn thấy đầu tiên thì cái chân sell boost và cái chân buy boost này, đây hai cái chân này các anh chị nhìn theo có con trỏ chuột của em giúp em ha, thì hai cái chân này có phải là hai cái chân này nó tạo ra một cái strategy đánh bearish, đó là debit boost đúng không ạ? Debit boost đây, debit spread ở đây đúng không ạ? Là có nghĩa là nếu mà cái strategy này, cái vùng này nó sẽ max loss, max profit tại đâu? Là đây, đúng không ạ? Là tại và cái chân sell boost ha. Thì cái chân buy boost này, khi chúng ta mua thì chúng ta mong muốn rằng cái giá nó đi xuống. Và cái điểm max profit của chúng ta sẽ chạm cái vùng, cái chân sell boost ha. Đó là một cái chân, cái phần debit boost. Ok, vậy là chúng ta đã lý giải được 1/2 đoạn đường rồi. Bây giờ tiếp theo ha. Vậy bây giờ nếu mà còn một cái chân sell boost nữa dư ra thì nó có ý nghĩa như thế nào? Thì cái chân sell boost này dư ra nó sẽ cover cái chân này ha, hai cái chân này nó nối với nhau, nó tạo ra một cái debit boost rồi. Và cái chân sell boost này nó đưa ra ha, thì nó là một trong những cái nhân tố giúp mình thu thập thêm cái tiền premium ha. Và cover những cái vùng loss bằng collateral đã có sẵn ha, sẵn sàng cho việc nắm xe cho cái stock này ha. Như vậy á, thì chúng ta có thể thấy rằng á, chúng ta chỉ thực sự nên sử dụng cái strategy này cho những stock mà chúng ta cảm thấy rằng ưa thích, hoặc là những cái stock chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có thể sẵn sàng nắm giữ nó trong tương lai ha, trong tương lai dài hạn ha. Ok, như vậy thì chúng ta đã nhìn thấy rõ cái cấu trúc chưa? Là buy boost và sell boost này và buy boost này cộng lại là ra một cái debit boost. Đúng không ạ? Và một cái chân sell boost đơn thuần. Tại đây, sell boost ở cái chỗ này em ghi nhầm ha, out the money ha. Một cái chân sell boost đơn thuần này sẽ làm gia tăng cái tiền premium và cover cái loss bằng việc nắm giữ các share của stock ha. Và cái chân sell boost này á, cái tiền premium mình lấy từ những cái chân sell mình đã offset luôn. Mình đã trả đứt luôn cái chân buy boost rồi. Như vậy là cái debit boost này dù mình có loss nhưng mà nó vẫn nằm trong cái vùng gọi là cái vùng profit của mình ha. Dù cái stock này nó có đi lên vượt lên phía này ha, và cái chân debit boost này nó trở nên là vô giá trị ha, worthless ha. Thì chúng ta vẫn lấy lại thêm được một chút cái tiền premium. Đó là cái cách trade của chúng ta ngày hôm nay rất là hay đúng không ạ? Hai cái chân sell boost và một cái chân buy boost, và nó tạo ra một cái tổ hợp strategy cực kỳ hay ha. Thì vậy chúng ta có thể nhìn thấy rằng cái nội dung chính nó sẽ như thế này ha. Thì nếu cái giá stock đi xuống đây thì cái debit boost này nó sẽ max profit ha. Và cái chân sell boost này vẫn thu thập cái tiền premium ha. Và ngoài ra thì cái debit boost này thì các anh chị biết là debit boost mà có thể chiến thắng là 100-200%, thì cái debit boost này nó đẩy cái giá trị của cái share, khi mà nếu bị assign share đi thì nó đẩy cái giá trị của share xuống rất là thấp ha. Còn nếu mà tiếp tục đi sideways thì chúng ta vẫn ăn rồi ha. Còn nếu mà đi lên trên này thì chúng ta vẫn có thể thu thập được cái tiền premium, nhưng mà
một phần ít hơn những cái phần khác ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào trong những cái trường hợp xem nó là như thế nào, ok? Đây là vì cái cách đánh seller. Tại vì cái cách này là cái cách đánh seller nên là chúng ta đánh như thế nào, chúng ta phải set up một cái lệnh như thế nào là để cái tổng trade của chúng ta nhận về là credit ha. Thì cái này á, cái này em không có đánh đố các anh chị ha, nhưng mà chút xíu rồi em sẽ hướng dẫn cho các chị. Tại vì không phải là cái mã stock nào các anh chị cũng có thể là đánh hai cái chân sell put, một cái chân buy put như vậy mà các chị nhận về credit đâu ha. Nó nên cái chỗ này thì chút xíu nữa cuối chương trình thì em sẽ giải thích một cách rõ ràng hơn ha. Còn cái này thì những cái giả thiết là khi mà cái stock á, nó di chuyển theo cái hướng bearish và neutral thì mình nghĩ rằng mặc dù đây là một cái giá stock mình đang thực sự mình muốn nắm giữ đi, nhưng mà hiện tại cái giá stock này nó lên khá cao rồi và mình nghĩ rằng nếu mà mình tiếp tục mình nhảy vào mình mua sell put only thì nó rất là nguy hiểm. Như vậy mình có thể sử dụng cái strategy này. Tại vì thay vì sell put mình có thể là sử dụng put ratio spread để mình tạo ra một cái thu nhập của mình ha. Thì một cái điều đáng chú ý ha, cái này là cái điểm đáng chú ý đầu tiên. Đó là cái IV của cái put ratio spread là cái IV của stock này ha, cái loại stock này nó phải có cái IV cao. Tại vì điều cần thiết, tại vì khi mà IV cao thì cái chân sell put mới được cái tiền premium cao ha. Thì cái tổng á, thì chúng ta mới nhận được là được credit ha. Để em bấm ví dụ cho các anh chị coi ha. Ok. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bấm ví dụ ha. Tại vì sao cái IV nó cần phải cao? Ví dụ đây là mình bấm Lucid. Thì Lucid thì cái IV thì cao thôi, thì tất cả anh chị đều biết rồi ha. Cái IV Lucid là rất là cao. Thì chúng ta phải ấn sell put ví dụ. Ví dụ ha, chúng ta ấn sell put đây. 32 và một cái chân buy put đây ha, một cái chân buy put đâu đó tầm giá là đây. Và khi mà các chị bấm xong như vậy rồi á thì các anh chị sẽ bấm là custom lại và cái hai cái chân sell put này các chị bấm số 2. Đó là hai cái chân sell put. Ok. Và khi mà chúng ta thấy tại khi mà chúng ta biết tại sao khi chúng ta biết rằng nó sẽ là đúng là như thế nào thì cái total của put ratio spread này á, khi mà nhận về á, đó là cái total, đó là credit ha. Chứ mà nếu mà cái total này ví dụ ha, mình không phải là cái này mà mình ấn cái này là total là cost là mình sai rồi ha, là mình đó là một cái strategy khác, nó không phải là cái strategy put ratio spread ha. Các anh chị phải click vào mình phải cân đo đong đếm như thế nào để mình cảm thấy là một cái vùng hợp lý thì mình mới vào ha. Đây. Đây. Mình phải cân đo đong đếm như thế nào để mình đó là một cái vùng mình cảm thấy đây total credit thì mình mới vào. Ok. Thì sẵn tiện đây khi mình hướng dẫn các anh chị click lệnh thì mình cũng lướt qua luôn cái biểu đồ của profit và loss ha. Tại vì mình cũng ít khi mình không khi nào xài Robinhood, nhưng mà tại vì dạo này mình hay chia sẻ đó, mình xài Robinhood nhiều. Tại vì Robinhood nó có một cái điểm này, cái biểu đồ này rất là hay. Các anh chị nếu mà các anh chị trade Robinhood thì nếu mà trade bằng máy tính đi thì nó có cái biểu đồ này rất là hay. Ok, bây giờ thì nếu đây các anh chị có thể thấy đúng mà. Cái giá của Lucid đang ở cái vùng giá đâu đó tại cái vùng giá là 41.16 đúng không ạ? Thì nếu mà Lucid tiếp tục giảm giá ha, rơi thẳng xuống cái vùng giá chân sell put ha, thì ở đây thì chúng ta đã được max profit ha. Và max profit á, là không phải là cái tiền total credit nhận được là 43 này là sai rồi ha. Max profit là bằng cái tổng số spread cộng cho 43, là ví dụ ở đây là 41 ha, 41 cái độ rộng của spread của cái debit boot á là 41 với 39 là 2 ha, 2 cộng cho 43 là 243 ha. Ở đây là 244, có cái độ lệch nhỏ thôi. Nhưng mà it's ok. Ok. Thì để mà các chị tham gia cái trade này á
để các anh chị tham gia cái trade này thì các anh chị phải có một cái điều kiện, đó là phải đủ cái tiền collateral cho 100 share Lucid ha. 100 share Lucid ở đây là phải các anh chị phải đủ cái tiền để cover cho cái chân sell put bị dư ra này, không? Cái khúc này thì nó hơi khó hiểu một chút xíu, nhưng mà nếu mà các anh chị hiểu được thì các anh chị sẽ thấy là cái strategy này nó rất là hay. Mặc dù nó hơi phức tạp, nhưng mà khi mà các chị đã sử dụng những cái strategy này, các anh chị nó quá hay, nó có nhiều cái cách mà mình có thể biến hóa được với lại cái strategy ha. Thì đó, thì các anh chị phải có một, mình bây giờ mình nhìn lại ha, một là một cái debit put, hai là một cái chân sell put lẽ ra đơn thuần, và cách để tham gia được cái trade này thì các anh chị phải có một cái lượng tiền collateral đủ cho cái 100 share tại cái vùng giá sell put còn dư ở đây ha. Thì cái khúc này nó hơi khó hiểu chút xíu, nếu mà anh chị nào có cái câu hỏi thì cứ đặt câu hỏi ha. Ok, thì bây giờ mình dạ đúng rồi chị Hương ơi, chị Hương Mai ơi, hai cái chân sell put này đều cùng strike nha, cùng strike, mình nhắc lại cùng strike nha các anh chị. Ok, giống như ở đây này, hai cái chân sell put này cùng strike ha, cùng strike 39 ha. Ok, bây giờ mình nhìn lướt qua cái biểu đồ profit and loss ha. Ok, bây giờ mình quay lại, mình nhìn thấy nếu mà Lucid ha, nếu nó đi xuống, chúng ta sẽ mark profit tại cái vùng giá chân sell put ha, mark profit tại một cái điểm nào đó ha, thì là chúng ta mark profit là 244, là cái điểm mark profit là bằng chúng ta lấy cái total credit cộng được, chúng ta cộng cho cái độ rộng spread ha. Ở đây là 200. Như vậy là chúng ta được 244 là total mark profit ha. Còn mark loss là mình thấy là mình sẽ là bằng cái tổng cái số tiền chúng ta phải là, ví dụ mark loss ở đây nó tính bằng cái cách là những cái share mình assign ra thì mình sẽ mất hết luôn đó, khi là cái company đó biến mất luôn thì cái đó thì mình không có tính ha. Thì ở đây á, sau khi mình kết hợp, mình bỏ cái chân debit put vào á, thì chúng ta có chú ý một cái điều gì, đó là cái điểm mà break even, cái điểm chúng ta nhận share đó, đây là cái điểm break even đây. Cái điểm break even ở đây chúng ta tạo xuống rất là thấp, các anh chị phải công nhận với em rồi không? Cái điểm chúng ta nhận share ở đây á, hiện tại á là cái share đang là cái giá 41.18 ha. Nhưng mà sau khi cái điểm break even của chúng ta, sau khi nhờ cái chân debit put chúng ta đẩy được, là chúng ta mua share ở những cái điểm là gọi là rất là thấp, đó là 36.56 ha. Tại vùng này là coi như là chúng ta break even, tiếp tục mà Lucid nếu mà xuống sâu hơn nữa thì chúng ta bị lỗ. Thì cái này giống như là trường hợp là nếu mà các anh chị đã muốn bullet một cái mã nào đó trong long term, nhưng mà nếu mà các anh chị có thể bị miss cái điểm entry rồi, thì các anh chị có thể sử dụng bằng cái cách này, cũng nó cũng rất là hay ha. Thì ngoài ra ok, như vậy là mình đã nói về nếu mà cái giá đi xuống rồi ha, đi xuống, bây giờ cái giá hiện tại là ở đây, nó đi xuống, nhưng mà nó đi xuống ở một cái nếu mà nó dừng lại cái chân sell put thì chúng ta sẽ tạo được là được mark profit. Nhưng mà nếu nó tiếp tục đi xuống mạnh hơn thì cái tiền profit của chúng ta giảm dần và tới cái vùng chúng ta bắt đầu loss, tới cái vùng cái điểm break even. Ok, còn nếu mà cái stock nó đi lên thì sao? Nếu cái stock đi lên là có nghĩa là cái chân debit put của chúng ta nó trở nên là worthless rồi ha. Ok bây giờ mình nhìn lại đây ha. Nếu đây có một cái cặp debit put đây, có phải và cái chân sell put ở đây, nếu cái giá stock này nó không có di chuyển giống như chúng ta mong muốn, nó không có di chuyển tới đây nhưng mà nó lại di chuyển về cái hướng ngược lại thì sao? Thì đương nhiên là cái chân debit put này nó worthless rồi. Và cái câu hỏi mọi người sẽ đặt ra cái câu hỏi với em là ok, như vậy á, nó worthless rồi, bây giờ mình có phải tốn thêm cái đồng nào để mình bỏ ra cho cái loss nữa không? Thì cái câu trả lời của em là không ha. Tại vì ở đây chúng ta nhìn lại cái trade, là như thế nào. Tại vì những cái trade này á, thì cái tiền credit nó đã trả đứt luôn cái chân buy put rồi. Là có nghĩa là cái chân buy put và cái chân debit put này á, nó đã được trả từ trước rồi, nó được trả hết rồi, xong xuôi hết trơn rồi, nó không có một cái gì hết. Thì có nghĩa là nếu mà cái giá stock đi lên,
bây giờ nó lên tới 50 cho tới 100 luôn ha, thì nó vẫn make sure cho chúng ta là cái total credit chúng ta nhận được là 0.43. Đó, là chúng ta vẫn là tạo ra cái tiền profit. Nhưng mà cái tiền profit này nó rất là nhỏ, tại vì đó là chỉ có là cái credit chúng ta nhận được thôi. Ok, thì tới đây thì các anh chị có thể mường tượng ra được sơ sơ chưa? Thì nếu có cái câu hỏi gì thì các anh chị bỏ vào trong classroom chat hộ em ha. Ok, thì đây là một cái strategy mà em rất rất là tâm đắc ha. Hình như cái buổi chia sẻ strategy nào thì em cũng nói câu này, nhưng mà cái câu này, cái này là tâm đắc thiệt. Ok, nhưng mà ha, thì chúng ta nhìn thấy thì cái ví dụ á, chúng ta nhìn thấy rằng ok, cái strategy này có vẻ là khá là tốt so với lại cái điểm loss và cái điểm max profit ha. Nhưng mà nếu mà các anh chị nào đang trade về cái trong cái account ThinnupSwing ha, hoặc là những cái account merchant đi ha, account advanced portfolio của ThinnupSwing đi ha, thì cái tiền mà collateral của anh chị rất là thấp, đâu đó là tầm ở đây là tiền collateral là 100% là 3.600, thì cái tiền collateral ở đâu đó ThinnupSwing là tầm 900 để mình tạo ra được cái vùng profit là 250, thì thực sự đó nó cũng là một cái ratio tốt ha. Nhưng mà phải nhất định là các anh chị phải có những cái mã như thế nào các anh chị thực sự tâm đắc để các anh chị trade, và khi mà nếu mà nó access share, mặc dù nó access share ở cái vùng giá rất là thấp, nhưng mà nếu mà phải là một cái giá các anh chị thực sự ưa thích thì các anh chị mới nắm giữ, nó không có pending được. Chứ mà lúc mà nếu mà access share đi, mặc dù mình cũng có lời này kia max profit rồi mình có nhận được cái share nó rất là thấp, nhưng mà nếu mà cái mã đó mình không có ưa thích thì làm sao mình trade được, mình có long term được ha. Thì hôm nay là cái buổi về cái boost ratio spread, nhưng mà hôm sau khi em sẽ lật ngược lại thì em sẽ là có kiểu call ratio spread, có nghĩa là khi nào các anh chị đã có share trong người ha. Đây là một trong những cái cách trade về passive income ha. Ok, mình nói về Lucid, mình nói về những cái mã mà có cái volatility nó rất là cao, nó mình mới cái điều kiện đó là cái cốt lõi của đây, đó là khi mà mình tạo ra một cái ratio spread này, cái total mình nhận về phải là credit. Các chị nhớ giúp em, total credit nhận về phải là credit ha. Bây giờ mình ví dụ một cái mã nó di chuyển chậm ha, thì cái total credit nó có ra như vậy không? Apple đi. Đây. Nếu mà cái mã như vậy đi, đây ok, các anh chị thấy mà. Ồ, cái này nó vẫn được một chút xíu, nhưng mà nếu mà lên cao quá thì không được. Ví dụ ở đây ha. Ok, giống như là nếu mà Apple thì ví dụ nếu chúng ta tạo ra một cái strategy y chang như vậy, cái cách thức y chang như vậy, vẫn là như vậy, nhưng mà cái total của chúng ta nó lại ra cost nha. Nó phải ra cost nha. Như vậy thì nó sai rồi. Và chúng ta nhìn tới cái vùng profit and loss như vậy, chúng ta có hai cái điểm break even. Như vậy là cái strategy này nó không có đúng với lại những cái gì chúng ta đã được chia sẻ trong ngày hôm nay. Thì đây là một cái strategy hoàn toàn khác so với những cái gì chúng ta thảo luận ngày hôm nay. Thì các chị phải ghi nhớ nha, cái điểm này rất là quan trọng. Khi mà các chị set up cái strategy, cái điểm thứ nhất quan trọng đó là các chị phải nhận về total credit ha. Cái điểm thứ hai quan trọng nữa là cái IV của cái volatility của cái stock đó nó phải cao thì chúng ta mới xây dựng được cái ratio spread này ha. Phải nhận về credit thì và những cái mã đó nó đang trade trong cái thời điểm mạnh ha. Và điểm thứ ba nữa thì em không có ghi trong này,
Nhưng mà các anh chị phải ghi nhớ, đó là những cái mã. Chúng ta phải ghi nhớ một điều rằng là chúng ta khi mà chúng ta nắm giữ cái mã đó, chúng ta không có bị panic. Và những cái mã đó là chúng ta sẽ đầu tư trong lâu dài ha. Ok. Ok, bây giờ mình sẽ đi sâu vào những cái trường hợp ha. Thì những cái trường hợp này thì nãy giờ em cũng đã nói rồi. Nhưng bây giờ thì mình đưa ra một cái cách trade cho đưa ra một cái cách cho nó cụ thể hơn thôi ha. Đầu tiên là cái giá stock nó di chuyển về cái phía upside, về mạnh về cái phía upside ha. Thì chúng ta lại là một lần nữa chúng ta nói lại để chúng ta ghi nhớ ha. Trong cái buổi chia sẻ phải nói đi nói lại chứ mà giống như em nhiều lúc khi nghe người ta nói về một cái strategy, nhiều lúc em nói nghe người ta nói lần cũng quên à. Nhưng mà nên cái lần này em cũng nói, tại vì lúc nãy hứng chí quá nói luôn hết luôn. Nhưng mà như thế này ha, nếu cái giá stock đi lên thì cái cặp mà debit boost spread nó trở nên là worthless ha. Nhưng mà vì cái tổng credit nhận được đã cover hoàn toàn cái risk nên chúng ta không có cần phải trả gì thêm. Không cần phải trả gì thêm ha. Và cái chân sale put mà collect credit, đây cũng chính là cái số credit chúng ta nhận được khi chúng ta open trade. Thì ví dụ mình coi lại ha. Ví dụ ha, bây giờ thì chúng ta coi lại cái này ha. Thì nếu mà trong cái trường hợp, nếu mà trong cái trường hợp cái mã này đi lên Apple thì cũng được thôi ha. Ha, trong cái trường hợp cái mã này nó đi lên, nó vượt quá cái mức và nó đi hoàn toàn ngược với hướng chúng ta, thì chúng ta vẫn sẽ nhận được đâu đó là một chút xíu credit, là cái phần mà nếu mà trong trường hợp cái stock nó đi lên ha, nó giống như là rocket to the sky vậy đó, thì chúng ta cái điểm, cái phần dù nó như thế nào thì chúng ta sẽ nhận được cái total credit là đâu đó là bằng cái tổng credit chúng ta nhận được khi chúng ta open trade, là tại vì cái chân debit boost là nó worthless rồi, và hai cái chân sell boost này nó đã collect tiền premium khá tốt và nó đã offset cái tiền loss của cái debit boost rồi. Ok, vậy ok, ví dụ các anh chị chờ em chút, em trả lời câu hỏi của chị bé Dương ha. Ví dụ Apple sell boost strike phải thấp hơn buy boost. Dạ đúng rồi chị, cái này là cái strategy này là cái chân sell boost nó phải out the money ha, và cái chân buy boost thì nó phải có cái cao hơn cái chân sell boost, tại vì như vậy á, nó khi mà hai cái chân này nó mới tạo ra được là một cái debit boost, đúng không ạ, phải tạo ra một cái debit boost ha, đó mới đúng cái strategy của mình. Còn nếu cái này nó đi xuống dưới nữa thì nó là một cái khác rồi, nó trở thành là một cái credit boost và một cái chân sell boost lẻ rồi. Dạ, thì thank you câu hỏi của anh Minh. Thì giống như là như vậy, thì chúng ta có thể sử dụng cái strategy này thì dành cho những cái mã, em nhắc lại cái này chút xíu ha, thì dành cho những cái mã mà chúng ta thực sự mong muốn và nắm giữ trong lâu dài ha. Ví dụ những cái mã nó có phải có một cái IV cao, những cái mã phải có một cái độ di chuyển, nó phải có độ IV cao ha, đâu đó là IV là trên 50% trở lên, IV cao thì chúng ta mới sử dụng được cái mã này, mới cái sử dụng cái strategy này. Có thể sử dụng cái strategy này trong những cái trường hợp mà chúng ta hơi bearish cái market, ví dụ ở đây, nhưng mà chúng ta vẫn muốn mua và nắm giữ cái share. Ví dụ ở đây mình ví dụ về Lucid ha, mặc dù Lucid nó chạm cái vùng resistance rồi, thì nếu bản thân các anh chị bây giờ các anh chị vào mua Lucid thì các anh chị thấy ok, bây giờ nó chạm resistance rồi, mua thì nó rất là nguy hiểm. Như vậy thì các anh chị đánh một cái cách trade như thế nào, thì các anh chị có thể sử dụng cái mà put ratio spread này để các anh chị đặt hai cái chân sell put, và ngoài ra để các anh chị mua được một cái giá tốt hơn thì các anh chị bỏ thêm một cái chân buy put nữa ha. Nếu mà trường hợp các anh chị suy nghĩ rằng cái mã này nó sẽ đi bearish hoặc neutral trong ngắn hạn ha, các anh chị ghi nhớ giúp em bearish hoặc neutral trong ngắn hạn. Ơn nên thì cũng được, nhưng mà phải với những cái mã nào anh thực sự quan tâm, anh thực sự muốn nắm giữ cái mã đó ha. Tại vì
Cái passive income thì mọi người có thể hiểu cái passive income nó là như thế này. Nó là một cái cách mình tạo ra cái dòng tiền nhỏ từ cái dòng tiền lớn, từ những cái mã mà chúng ta thực sự ưa thích. Và tại sao cái passive income người ta hay nói là passive income nó sẽ không có thua, nó vẫn có thua, nhưng mà cái thua ở đây á, nó sẽ được offset bằng cái cách á, là đổi cái collateral qua cái share. Đó là cái cách thua của cái passive income ha. Thì mọi người cân nhắc ha. Ok, như vậy chúng ta đã nói về cái trường hợp nếu mà cái giá stock đi lên. Nếu là cái giá stock đi lên thì cái cặp debit boost này trở nên worthless, và cái tổng số credit mình nhận được bằng khi lúc mình open trade. Khi lúc mình open trade là cái số tiền mình nhận được ha. Có nghĩa là như thế nào, mình thấy như thế nào ạ? Mình thấy là ok, vậy bây giờ mình open cái trade này, mặc dù nếu mà cái trade này nó không có đi đúng theo cái hướng của mình dự đoán thì mình vẫn collect được tiền premium, đúng không ạ? Không, đó là một cái cách rất là hay để mọi người có thể suy nghĩ tới ha. Ok, vậy cái điểm max profit của chúng ta sẽ chạm tới khi nào? Đây là cái điểm max profit của chúng ta. Thì đầu cái buổi em đã nói với mọi người là ok, đây là cái cách đánh như thế nào. Đây là một cái cách đánh bearish và neutral ha. Bearish trong short term, và chúng ta vẫn muốn mua cái stock này trong đâu đó trong một cái thời gian tới chúng ta vẫn bullish cái stock này, đúng không ạ? À? Trong long term, nhưng mà bearish trong short term. Thì như vậy bây giờ là cái điểm max profit ha. Max profit là khi nào ha? Ok, max profit là có nghĩa là khi cái giá stock này nó di chuyển về cái hướng downside, và cái điểm mà cái giá stock này nó gần chạm tới cái vùng sell put này, cái vùng giá sell put này, thì có nghĩa như thế nào? Bây giờ các anh chị ha, các anh chị mình khoan ngó cái chân dưới này, mình che cái chân dưới này lại, mình nhìn thấy buy put và sell put, buy put sell put. Như vậy có một cái điều gì xảy ra? Có phải là cái cặp debit put nó chạm gần tới cái điểm max profit, đúng rồi. Như vậy cái cặp này nó chạm tới cái điểm max profit, như vậy thì còn gì nữa ha? Như vậy là quá tuyệt vời rồi ha. Còn cái chân sell put này thì sao? Cái chân sell put thì cái sell put là cái cách đánh neutral mà, thì dù cái giá stock này nó tới gần đây nhưng mà cái chân sell put này nó vẫn collect cái tiền premium ha. Ok, như vậy nếu mà nó dừng đâu đó tại vùng đây, gần sát vùng đây, nó đừng có vượt qua cái vùng này, thì chúng ta sẽ có được cái điểm max profit ha. Và cái điểm này nó rất là hiếm xảy ra ha. Nó rất là hiếm xảy ra, nó giống như một cái chóp nhọn thôi ha. Giống như trong này thì chúng ta nhìn thấy rằng nó là một cái chóp nhọn thôi. Ok, để bấm lại ha. Bấm lại. Đây là một cái chóp nhọn thôi, rất là khó xảy ra. Nhưng mà chúng ta gần tới đó là chúng ta đóng được rồi. Ok. Đây các anh chị nhìn lại, đây là cái điểm max profit. Đâu đó có một cái chóp nhọn tại đây thôi. Nếu mà nó đi tới đi xuống ha, đi xuống tới cái vùng sell put, là cái thằng chân sell này nó collect cái tiền premium, và cái thằng debit put nó max profit. Thì như thế nào? Total credit mình cộng cho cái độ rộng của strike là 243 ha. Nên làm sai số 244. Nhưng mà it's ok ha. Và những cái điểm max profit này nó rất là nhọn ha, nó rất là khó để đạt được. Nhưng mà khi mà tới đó thì chúng ta có thể nhận ra. Ok. Và bây giờ thì cái chúng ta đã nhìn nhận ra một cái công thức về max profit của cái này là như thế nào ? Là max profit là bằng max profit của debit put cộng cho cái tổng credit nhận được ha. Cái này thì nó ghi không có đúng lắm, cái này em ghi không có đúng lắm, tại vì nếu mà các chị tính cái công thức bằng cái debit put á thì nó không có đúng, tại vì ở đây là cái debit put này nó free risk rồi, nên là ở đây á đúng thì các chị phải ghi như thế này. Sorry các chị. Độ rộng ha. Ở đây nếu mà đúng thì các chị phải ghi độ rộng spread của debit put ha. Như vậy nó mới đúng ha. Vậy nó mới đúng. Ha, như vậy nó mới đúng ha các anh chị. Phải độ rộng ha. Là có nghĩa sao? Có nghĩa khi mình nhìn lại cái
cái strategy này mình nhìn thấy ha. Độ rộng là có nghĩa là sao? Mình thấy là cái total credit này ok, bây giờ mình tính ha, total credit này là 43, độ rộng ở đây là, độ rộng spread ở đây là bao nhiêu? Là 2 à, 41 cộng cho 39 là 200, là 243, đúng à, đúng, rất là dễ dàng, rất là dễ tính luôn ha, rất là dễ tính. Thì các chị có thể gây đây, độ rộng của spread debit book cộng cho cái tổng credit nhận được, chứ không phải là mà mình match profit, là mình match profit mà chỉ bằng cái số total credit mình nhận được là không đúng nha các anh chị. Như vậy là quá ít ha. Đó. Ok, bây giờ mình tiếp tục ha. Ok, nhưng mà nếu một cái trường hợp xấu nữa thì đó là khi mà cái giá stock này nó tiếp tục nó giảm mạnh thì chúng ta như thế nào? Thì khi mà chúng ta giảm mạnh đó thì cái cặp debit book này nó chạm cái điểm max profit rồi ha. Thì cái max profit của debit book thì chúng ta sẽ nhận được rồi. Và cái này nó offset làm reduce cái giá average price của cái share khi chúng ta được assign ha. Thì sell book nó vẫn collect cái tiền credit ha. Tiền collateral bị giữ lại và đổi 100 cái share stock. Thì ở đây chúng ta nhìn nhận được một cái vấn đề, đó là cái max loss của chúng ta là khi chúng ta bị assign cái share ha. Bây giờ mình nhìn lại trong trong cái này ha. Đây là khi mà cái giá stock này nó chạm tới cái vùng max profit này, nhưng mà nếu mà cái giá này nó tiếp tục nó giảm nữa thì có phải là tất cả này nó sẽ chuyển về loss không ạ? Mặc dù cái debit book nó vẫn là max profit, nhưng mà cái tiền collateral nó vẫn bị giảm rất là mạnh. Tại vì sao? Tại vì cái kiểu gì nó mình cũng sẽ assign share rồi, nó sẽ bị giảm rất là mạnh. Nhưng mà chúng ta chú ý một cái điều rất là rõ ràng, đó là cái vùng giá chúng ta được assign share nó rất rất là thấp, đúng không ạ? Đây các anh chị nhìn thấy ở đây là bao nhiêu, 3.300. Bây giờ nốt ha. Bây giờ mình nhìn ha, bây giờ mình ví dụ nè, bút đây, bây giờ mình ví dụ hai cái trường hợp tương tự. Nếu chúng ta chỉ sử dụng sell bút và chúng ta sử dụng bút strategy ratio spread ha, chúng ta thấy có một cái gì nó khác nhau, đúng mà, cái này cái điểm assign share của chúng ta là 36.56, 100 share nếu chúng ta bị assign nha, 156. Ok, bây giờ mình boost thông thường ha, share boost bình thường cũng là cùng cái số tiền collateral luôn, và chúng ta share boost bình thường thì 100 share ở đây, sell ở đây thì ở đây là 39 ha. 39 sell put cùng cái giá sell put này luôn là 39 trừ cho 120. 1.2 đi. 39 trừ 1.2. 100 share tại cái ba giá là 37.8. Ok, bây giờ các anh chị đã thấy cái sự khác biệt chưa? Sự khác biệt rất là rõ ràng đúng không ạ? Hai cái này là cùng hai cái chân sale đó nha. Một cái là nếu khi mà bị assign share nó về cái vùng giá là 36.56. Một cái là khi bị assign share là nó về vùng giá là 37.8. Như vậy có một cái sự khác nhau rất là rõ ràng đúng không ạ? Chúng ta đưa cái vùng giá của chúng ta đưa tới một cái vùng giá rất là thấp, và khi mà chúng ta bị assign share đó, chúng ta cũng cảm thấy không có quá benefit bằng những cái sell put thông thường, đúng không? Bây giờ chúng ta nhìn thấy đó là khi mà mình không có nhìn ra được cái sự khác biệt thì chúng ta không có nhìn ra được cái sự hay của cái strategy này, thì đó là chúng ta phải nhìn được cái sự khác biệt ha. Như vậy đó là khi mà chúng ta đổi cái share này, đó là cái vùng loss của cái điểm max loss của put ratio spread ha.
đó là cái điểm mình max lot. Có nghĩa là khi mình đổi 100, mình bị giữ cái tiền collateral, bị giữ đổi sang 100 share, đó là cái vùng loss của cái này. Có nghĩa là chúng ta sử dụng cái tiền collateral để chúng ta offset cái loss rồi, và chúng ta sẽ giữ cái share đó trong vòng long term, hoặc là chúng ta tiếp tục, chúng ta lật ngược lại, chúng ta sử dụng call ratio spread. Ok, bây giờ thì đây là cái điểm công thức ha. Cái điểm break even. Đầu tiên là cái điểm break even. Cái này thì em hơi có không có đồng ý với lại Robinhood một chút xíu. Tại vì Robinhood thì người ta tính cái điểm break even. Cái điểm break even là bằng 39 trừ 39 là cái điểm cái chân sell put trừ cho là 244 ha. 39. À đúng rồi, đúng rồi. Cái này là đúng rồi. Không có gì. Ok, bây giờ cái điểm break even của chúng ta là khi nào? Cái điểm break even đó là cái điểm mà chúng ta sẽ assign share ha. Cái này đúng rồi không? Tốn của em làm slide thì em không chú ý rõ này. Ok. Vậy cái điểm break even của chúng ta sẽ bằng 39 sẽ bằng cái size của cái chân sell put ha. Chúng ta trừ cho cái độ rộng ha của spread, trừ cho ở đây là độ rộng của spread bao nhiêu ạ? 2 ha. Rồi chúng ta tiếp tục trừ cho cái total credit nhận được, đó là 0.043 là 36.57 hoặc là 36.56 ha, chỗ này sai số chút xíu nhưng mà ok ha. Thì đó là chúng ta là cái điểm này, là trên cái điểm này là cái điểm chúng ta nhận profit, và dưới cái điểm này là cái điểm chúng ta loss ha. Loss, và cái loss ở đây đã được chuyển qua là assign share ha. Loss, ok. Thì ở đây thì chúng ta nhìn rất là rõ ràng, size sell put trừ cho độ rộng debit spread trừ cho credit nhận được ha. Một lần nữa ha. Ok. Ok, điều kiện IV là như thế nào? Thì IV á, nó phải cao và đảm bảo nhận được credit khi set up cái trade này ha. Thì một lần nữa thì em nhắc lại với các anh chị là khi mà chúng ta set up, chúng ta phải nhìn được là cái total credit ha. Còn nếu mà cái bên thin up screen thì các anh chị phải thấy là cái dấu credit là cái dấu hai dấu ngoặc hai bên, là phải for sure là nó là credit, thì nó mới đúng cái set up cái trade của mình và nó mới đi thông cái trade của mình ha. Ok. Và cái điểm take profit của chúng ta là cái điểm 50% của cái max profit. Ở đây 50% không phải là 50%, tại vì á khi mà các chị đánh cái trade này, các chị có thể hơi ấy chút xíu, là hơi bị rối chút xíu, tại vì khi mà nó chạm gần tới 43 này á là 100% của cái credit, nên là nó xuất hiện 100%, nhưng mà không phải ha. Khi mà chúng ta đạt cái điểm max profit, chúng ta tính ra được cái max profit mà chúng ta đạt được trên 50%, có thể max profit ở đây là 244, thì khi mà các chị đạt trên 50%, có thể là trên 120 đồng, thì các anh chị có thể thoát khỏi cái trade. Thì đó là cái suy nghĩ của mình. Thì nếu các anh chị có thể giữ luôn, nếu mà các chị quyết định mua share thì có thể giữ luôn, thì cái đó không sao cả. Thì cái đó là chỉ là cái recommend của mình thôi. Ok. Thì đó, đây là một cái ba cái yếu tố quan trọng nhất. Nhất là cái điều kiện cái IV ha. Cái IV nó phải cao để đảm bảo mình nhận được cái credit khi mình set up. Chứ nếu mà cái IV mà các anh chị vào trong những cái IV thấp giống như là Bank of American thì thôi, không có set up được đâu ha. Thì tại vì cái IV nó rất là thấp ha. Các anh chị phải cân nhắc tìm những cái mã IV cao, và những cái mã đó các anh chị cảm thấy rằng mình khi mình nắm giữ mình sẽ không có bị panic, là đó là cái điều tốt nhất. Ok. Em thấy có một hai anh chị đang hỏi, các anh chị có thể đặt câu hỏi. IV thì mình nghĩ là IV của stock thì mình nghĩ là trên 50% ha. Trên 50% cái IV thì nếu mà stock đây, các anh chị có thể check bằng cái cách đơn thuần thôi, có thể nhìn vào cái IV ở đây nè, IV ở đây rất là cao, 128 ha. Đây, rất là cao, IV của Lucid rất là cao, có thể giống như là nếu các anh chị vào trong Boeing thôi.
Đây, IV 38% nè, không được thôi. Đó là cái cách em check IV đơn giản thôi. Check IV đơn giản thôi, như vậy thôi. Ok, nếu mà không còn câu hỏi gì nữa thì em tiếp tục ha. Nhất là phải IV cao ha, IV cao. Điểm break even. Và nhất là một cái điểm nữa là cái mã đó mình trade, mình cảm thấy không có bị panic khi mình dựa vào ha. Ok. Ok, còn đây là, cái này em bấm sai rồi. Ok, tiếp theo ha. Thì IV, em nghĩ là IV trên 50%, có thể 60-70% thì ok. Tại vì khi mà cái IV nó cao đó, chúng ta mới tạo ra được cái điều kiện để chúng ta nhận credit. Tại vì IV cao thì cái sell put nó mới có nhiều cái tiền premium ha. Thì lúc đó chúng ta sẽ nhận được credit nhiều hơn. Ok, đây là một cái biểu đồ về loss and profit. Thì em vẽ lại thôi ha. Em vẽ lại. Còn đây là cái điểm break even size sell put là ngay cái này. Tại vì khi mà cái giá stock nó di chuyển về cái size sell put này, chúng ta sẽ max profit. Và cái size, nếu mà cái stock nó di chuyển lên trên cái size buy put này, thì lúc đó chúng ta chỉ nhận được credit ha. Đây là một cái ví dụ cho các anh chị rồi coi. Ở trong cái buổi hôm nay thì các anh chị không cần phải ghi chép gì nhiều, tại vì chút xíu em sẽ gửi lại cái slide này cho các anh chị. Thì em nghĩ rằng passive income và những cái option strategy thì những cái người Mỹ thì người ta mới bắt đầu nghiên cứu cách đây 3-4 năm thôi, nhưng mà cũng khá là mới so với Việt Nam. Tại vì cái option strategy đôi lúc là nó hơi khá là rắc rối, nhưng mà nếu mà các anh chị đã nắm được cái key này rồi thì sau này các anh chị sẽ trở thành những cái người các anh chị không cần phải dựa vào cái lệnh của ai nữa, các anh chị có thể tự trade cái lệnh của mình ha. Thì cái option strategy này thì em chưa có thấy ai viết ra những cái tài liệu bằng tiếng Việt nhiều ha. Nhưng mà tới đây thì em cũng cố gắng em đưa tới cho các anh chị bằng cái kiến thức của em thôi. Thực sự thì đôi lúc là nó sẽ có những cái thiếu sót, hoặc là đôi lúc nó sẽ có những cái không có đúng, thì các anh chị có thể tự nhiên góp ý giúp em ha. Tại vì đôi lúc cái hiểu của em nó cũng chưa có đúng, thì các anh chị có thể tự nhiên góp ý để mình build một cái mà những cái tài liệu strategy tốt nhất ở trong cái cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ ha, trong cái thời điểm hiện tại. SOSL thì em nghĩ SOSL em nghĩ là được ha. Để em check lại thì SOSL xem. Bây giờ ha, mình check lại một lần nữa với cái SOSL ha. SOSL. SOSL ha. Ok. Thì cái này thì IV thì IV như vậy thì quá ok rồi ha. Quá ok. Đây là cũng là một cái trade idea luôn cho tất cả mọi người. Ví dụ ha. Trước khi mình vào lệnh option thì mình vào chart coi chút xíu đi. Ok, SOSL đang đi về cái vùng dưới này. Cái vùng dưới này vẫn có cái momentum đi xuống ha. Vẫn cái momentum đi xuống ha. Bây giờ nếu bây giờ mình ví dụ đi, em là cái người vào lệnh, em sẽ bắt đầu em thích cái mã SOSL. Cái mã những cái hệ thống bán dẫn ha. Thì em sẽ vào cái lệnh như thế nào? Mình thấy rằng SOSL vẫn còn khả năng đi xuống. Tại vì SOSL nó vẫn đang tạo ra những cái đỉnh và cái đáy sau thấp hơn những cái đỉnh và đáy trước. Ok, vậy bây giờ trong em suy nghĩ cái gì? Em sẽ vào trong cái lệnh put ratio spread. Ok, vậy bây giờ cái lệnh đó nó sẽ như thế nào? Bây giờ em thấy rằng ok, bây giờ giá 56 ok rồi đó. Giá 56, ok, 56 ha. 56 thì mình đâu đó tầm 59 đi, 59. Vì mình còn đẩy xuống nữa mà. Ok, sorry, đây bay call rồi ha. 59 ha, 59 ha. Ok, còn buy put mình ở đâu? Buy put mình 60 luôn đi, cho nó dễ ha. Ok, chọn một cái chân sell put out the money ha. Bây giờ nếu mà các anh chị nào vào sau thì các anh chị chưa có rõ, thì bây giờ mình bắt đầu vào cái lệnh put ratio spread ha. Chọn một cái chân sell put out the money,
chạm một cái chân Bybit là có thể là Add the Money hoặc là Out the Money cũng được. Bây giờ mình click vào đây, cái tổng của mình đang là Total Code đúng không ạ? Bây giờ mình click vào đây, click vào Custom, click vào cái chân Sellboot, mình thay đổi cái ratio của nó là hai chân Sellboot và một chân Bybit. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nhìn như thế nào bây giờ ha. Bây giờ tiếp tục ha. Nếu cái SOXL này di chuyển ha, bây giờ mình bắt đầu coi nó di chuyển, các anh chị nhìn vào cái biểu đồ này giúp em ha. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn nó di chuyển ha. Nếu SOXL di chuyển xuống dưới, xuống cái vùng 59, đúng không ạ? Xuống cái vùng 59, xuống dưới đâu đó tại đây, tiếp tục di chuyển hơi nhẹ nhẹ xuống dưới ha, nhẹ nhẹ xuống dưới tới vùng 59 thì chúng ta sẽ được max profit 304 ha. Nhưng mà nếu mà SOSL nó không có di chuyển đó, nhưng mà nó tới đây nó bounce lên ngay lập tức, bounce lên luôn, thì chúng ta vẫn nhận được cái tiền profit là tiền credit là 203 không, mà có nghĩa là cái phần trên, cái phần phía này trở đi là coi như là free risk rồi, chúng ta không có quyết risk nào ở đây hết á, không, free risk rồi, nó miễn sao nó di chuyển trên dưới là free risk rồi, tuyệt vời chưa không. Ok, còn nếu cái trường hợp xấu SOSL đi xuống đậm, xuống sâu, xuống đậm luôn thì sao? Đi xuống tới đây, vượt qua luôn khỏi cái thằng Sellboot luôn, là kiểu này là kiểu lúc đó nếu mình có chỉ có Sellboot không là kêu ô rồi, kiểu này là phải sai xe rồi ha. Xuống tới một cái vùng mà gọi là điểm break even rồi, là đây là cái thời phía sau cái này là chắc chắn là mình phải sai xe rồi. Nhưng các anh chị chú ý giúp em ha, tới đây nhưng chúng ta sẽ sai xe ở cái vùng giá nào? Chúng ta sẽ sai xe ở cái vùng giá là cái giá xe của chúng ta sẽ sai tại 59, nhưng mà sau khi bù trừ đi thì cái giá xe của chúng ta sẽ sai tại cái vùng giá là 55.96 nha các anh chị. Như vậy là chúng ta cái sau khi bù trừ thì cái giá sai xe của chúng ta rất là thấp, 55.96, đâu đó là dưới ở đây nữa, 55.96. Như vậy thì các anh chị thấy như sao ạ? Một cái cách này, cái cách trade này rất là đơn giản thôi. Nó chỉ có là đơn thuần, nó chỉ là mở một cái chân Sellboot và tiếp tục mình mở thêm một cái cặp debit boot để mình collect thêm cái tiền. Mình sẽ mua cái cover của mình để mình mua cái bảo hiểm của mình cho cái phần dưới. Để nếu mà trường hợp này, nếu các chị chỉ Sellboot thông thường thì các anh chị phải sai share đâu đó tầm giá là 57 đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà các anh chị áp dụng cái chân debit boot vào thì các anh chị sai share ở vùng giá 56 thôi. Chỉ với cái 56 và 57 thôi là chúng ta đã thấy cái sự khác biệt rồi. Và với cái sự khác biệt như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra được rất rất là nhiều cái cách để chúng ta trade. Và đây là chỉ là mới cái boot ratio spread thôi. Sau này chúng ta sẽ có call ratio spread, nó cũng giống như vậy nhưng mà nó ngược lại, điều kiện các anh chị phải có share sẵn. Thì đó là cái đó là cái buổi hôm sau ha. Nhưng mà như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta chỉ mở chân Sellboot, Sellcall thì nó thông thường quá đúng không ạ? Nó basic quá đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta mở thêm những cái chân debit boot và debit call để nó làm cái strategy của chúng ta biến hóa nhiều hơn. Ok, bây giờ là một cái ví dụ ha, một cái ví dụ cụ thể ha, một cái ví dụ lấy số cụ thể thôi. Thì đây là sau cái ví dụ này để các chị dễ hiểu hơn. Ok, bây giờ chúng ta đang có một cái stock A tại cái vùng giá 90 ha. Thì cái stock A này á, thì khi mà chúng ta quyết định chúng ta mua cái boot ratio spread ở đây, thì chúng ta mua hai cái chân sell boot tại cái vùng giá 101 và chúng ta mua một cái chân buy boot tại một giá 106. Thì khi chúng ta open cái lệnh này á, thì chúng ta có là 101 nhân cho 2 trừ cho 106 là chúng ta nhận được cái total credit, chúng ta nhận được là 60 đúng không ạ? Ok, bây giờ chúng ta nhìn tiếp theo ạ. Nếu cái giá stock A nó di chuyển theo cái hướng downside vào giữa cái vùng giá 85 và 80 thì chúng ta sẽ nhận được total credit và chúng ta sẽ nhận được profit từ cái cặp debit boot ở đây. Cái cặp debit boot ở đây thì
60 cộng cho cái độ rộng của spread là 60 max profit ha. Spread là bằng, bây giờ độ rộng spread ở đây là 5, 85, 80, 5, 500 cộng cho total credit nhận được là 60. Như vậy cái tổng chúng ta nhận được là 610, 610. Rất là đơn giản phải không ạ? Rất đơn giản. Còn nếu mà stock A nó di chuyển theo cái chiều hướng upside, upside ha, thì chúng ta vẫn nhận được cái tiền total credit là cái total credit ở đây ha. Tại vì cái chân buy put đã được free risk bằng cái cách là lấy credit từ chân sell put này, mình trả đứt luôn cho cái chân buy put này rồi ha. Còn nếu mà cái stock A nó di chuyển theo cái chiều hướng downside dưới cái vùng giá 80, đi xuống dưới vùng giá 80 này luôn ha, thì cái chúng ta vẫn nhận được cái max profit ha. Max profit, nhưng mà chúng ta phải nhận về 100 share và sử dụng cái tiền collateral để upside share nhằm cover cái điểm max loss. Ở đây là 80 ha, 80. 80 dùng cho 100 share là 8.000 ha. 8.000 thì lúc đó chúng ta sẽ nhận share tại vùng giá 8.000 collateral trừ cho 610. Mình chia cho 100 ha. Bảy ba chấm chín chia tất cả cho 100 ha, được 73.9 ha. Ok, như vậy thì có nghĩa là đó là một cái trade, một cái đơn giản, cái này là một cái ví dụ em làm tròn số thôi ha. Thì đó là, thì cái buổi chia sẻ ngày hôm nay đó là một cái phần của cái passive income. Nếu mà giữa cái wheel strategy và put hoặc là call ratio spread, thì em nghĩ là put và call ratio spread nó sẽ có một cái đâu đó nó sẽ gia tăng cái tiền profit của mình hơn. Dạ. Yeah. Cái wheel strategy á thì đó là một cái strategy em rất là thích, nhưng mà đó nó chỉ là mới cái khởi đầu thôi, đúng không ạ? Thì có thể nếu mà anh theo dõi những cái buổi chia sẻ từ trước tới giờ đó, thì cái wheel strategy là cái đầu tiên. Chúng ta build wheel strategy từ hai cái strategy cơ bản nhất, đó là sell put và sell call. Nhưng mà hiện tại chúng ta add những cái chân debit put, debit call và những cái trade laser vào, thì để chúng ta cái điểm chính của chúng ta là cái gì? Đó là cái điểm chính của chúng ta, đó là gia tăng cái tiền profit của chúng ta nhận được. Thì nhất là quan trọng với những cái người ta nắm giữ share lâu đó, thì đây là một cái cách mà chúng ta dường như là chúng ta sẽ tìm được cái tiền profit được nhiều hơn ha. Thì wheel strategy, cái này thực sự cái này nó chỉ là cái wheel strategy, nhưng mà cái wheel này nó tiến hóa hơn nó tiến hóa hơn rất là nhiều so với lại cái kia. Tại vì cái này chúng ta sử dụng debit spread add vào ha. Rất là lạ phải không các anh chị ha. Ok. Cái này trade laser sao còn đâu nữa, sorry ha. Ok, để em xem cái lệnh của chị Hương set đúng chưa. Cái lệnh của chị set sai rồi nha chị. Tại vì cái phía số 2 á là chị phải bấm chân sale nha. Cái phía số 2 là chị phải bấm chân sale ha. Cái leg 1 chị buy put rồi nè. Chị bấm lại chân sale cho chị gọi lại em ha. Cái này là chị thành ra mua là hai cái chân buy put hết rồi. Chị 59 60. Đúng rồi, không phải. I mean cái vị trí strike thì chị bấm đúng, nhưng mà cái leg number 1 thì chị phải bấm chân sell ha. Dạ, chị cứ gửi lên đó chị. Dạ. Yeah. Ok. Đầu tiên thì những cái trường hợp nào chúng ta nên sử dụng và không nên sử dụng cái mà put ratio spread, thì đầu tiên thì chúng ta nên sử dụng put ratio spread trong cái trường hợp neutral và bearish. Thì có thể
có thể các anh chị ví dụ giống như cái mã mà cái mã về cái mã SOSL đi, thì về long term các anh chị vẫn muốn nắm giữ cái mã này, đúng rồi, nếu mà cái mã này rơi thì các anh chị vẫn nắm giữ cái mã này ha. Các anh chị chờ em chút xíu em coi lại. Chị Hương bấm sai rồi nha chị. Cái dưới là cái dưới chị bấm sell là sai rồi, cái trên á, cái trên cái của cái led của chị á, chị bấm sell led number 1 đó chị. Còn cái led number 2 thì chị để buy là đúng rồi ha. Ok, nhìn chung á thì ví dụ giống như SOSL thì rất là nhiều người đến về SOSL ha. Nếu mà không nói về cái mã này thì nó hơi sai, nhưng mà nhìn chung đó là những cái mã mà các anh chị muốn bullish hoặc là các anh chị muốn nắm giữ trong long term ha. Nhưng mà trong những cái thị trường bây giờ thì các anh chị thấy rằng cái mã đó nó vẫn có những cái mà những cái room để tiếp tục di chuyển về cái phía downside, thì các anh chị sử dụng những cái strategy này, những cái strategy này ha. Thì trong cái trường hợp này thì các anh chị thấy là những cái mã mặc dù mình rất là thích đó, nhưng mà có thể mình nghĩ rằng ok, tương lai thì cái mã này nó sẽ đi hơi di chuyển sideways và đi về cái phía downside một chút xíu, đó là neutral và bearish. Bearish ở đây không phải bearish hẳn mà hơi bearish thôi ha. Ok, và những cái mã nào cái stock có IV cao hơn 50%, như vậy thì cái put ratio spread nó sẽ nhận được. Các anh chị chờ em chút xíu ha. Dạ chị Mai bấm đúng rồi chị Mai ha. Dạ cứ như vậy ha. Ok. Sorry mọi người ha. Ok, bây giờ thì cái nên sử dụng những cái mã có IV cao, thì theo những cái buổi cái đầu buổi thì em đã nói với các anh chị rồi, cái lệnh chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta đưa về, chúng ta phải đưa về cái total chúng ta nhận được là total credit ha. Tại vì cái total credit là như thế nào, là chúng ta đã pay off cái phần cái chân buy rồi, như vậy mới chúng ta mới gọi là cái passive income, là chúng ta không có cần phải, đây là cái cách đánh mà non-direction, chúng ta không có dự đoán quá nhiều về cái cách trade, mà chúng ta sẽ dự đoán một cái cách đâu đó rất là đơn giản thôi ha. Và có thể ok, có thể sử dụng này, có thể sử dụng call ratio spread bằng cái cách tương tự như là put ratio spread với cái điều kiện độ 100 share. cái này có thể là buổi sau ha, nhưng mà tới buổi này thì em nhá hàng chút xíu, nhá hàng chút xíu ha. Ok, ví dụ ha, hiện tại các anh chị đang có 100 share của SOSL rồi, thì đây, thì cái ngược lại của cái put ratio spread là call ratio spread, đó là các anh chị sell call đúng không ạ, các anh chị sell call 62 đi, 62, sell call 62 đi ha. Và các anh chị buy call 61 đi ha. Rồi tiếp tục các anh chị. Cái này là cái điều kiện các anh chị phải có share các anh chị mới làm được cái này nha. Rồi mình sẽ custom cái này lại là 2. Ok. Như vậy thì sao ạ? Không, các anh chị thấy ngược lại đúng không ạ? Thì nếu mà đây là mình đánh bullish nhưng mà nó neutral ha, thì nếu mà cái giá này thì bình thường mình sell call thì mình chỉ có nhận được đâu đó là 193 thôi, 193 thôi, nhưng mà thay vào đó ha, thay vào đó mình sẽ gia tăng cái tiền profit của mình thêm được là 235 ha, 235. Thì nếu mà đi lên đây ha, thì đây thì chúng ta sẽ được max profit là 235 ha. Như vậy rất là tốt đúng không ạ? Và chúng ta như vậy thì cái tiền chúng ta nhận được từ cái sell call thì nó nhiều hơn ha. Cái điểm break even đó là 64.35, điểm break even của mình nó cũng cao hơn là cái vùng mình loss nó cũng cao hơn ha. Còn nếu mà các chị nào muốn gia tăng cái tiền profit thì các anh chị có thể nới rộng cái chân này ra. Ví dụ ở đây em sẽ nới rộng cái chân buy call này ra. Thay vì 61 thì em sẽ buy call. Đây. Buy call 60.5 ha, hoặc là buy call 60 đi. Thì nếu mà cái chân nó nới càng rộng ra thì sao ạ? Cái max profit là bằng
độ rộng của debit spread cộng cho tổng credit nhận được. Nếu mà chúng ta nới càng rộng ra thì cái khả năng của chúng ta nhận được cái vùng max profit nó càng nhiều thôi. Đúng rồi, max profit là 306 lần, đúng rồi. Là cái điểm này nó càng nhiều thôi, nó không sao cả ha. Thì đó là tùy. Còn cái credit các anh chị là 106 ha. Nên nếu các anh chị sell kho thông thường thì cũng đâu đó tầm 100 lẻ mấy chỉ bằng cái này thôi. Nhưng mà nếu mà các anh chị add cái chân, những cái chân debit boost và debit call vào thì nó gia tăng cái tiền profit cho các anh chị. Ngày expiration day thì em nghĩ là nên chọn những cái ngày trong tuần, một tuần hoặc là hai tuần ha. Một tuần hoặc là hai tuần. Đó là thứ nhất là mình chọn 3 tuần độ lui nha các anh chị. Đây là cái cách đánh seller. Nên là mình phải chọn cái ngày expiration day là thấp thôi ha. Ok. Đó là một cái cách mình nói qua về cái call ratio spread. Và không nên sử dụng dùng cái mà put ratio spread cho những cái mã quá cao. Như vậy cần cái lượng tiền collateral rất là cao. Ví dụ thì cũng có nhiều người mã cao thôi. Nhưng mà ví dụ có nhiều người người ta dùng cái đồng tiền lớn. Đó là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng mà so với em thì em nghĩ là cái nó quá lớn đi. Ví dụ giống như nhiều người người ta có thể sử dụng Wheel Strategy hoặc là Boot Ratio Spread dành cho Amazon, Tesla 300-400 ngàn một cái share, người ta thấy bình thường. Càng cao càng an toàn tại vì người ta có lòng tin ha. Cái này thì cái này tùy vào bản thân thôi. Tùy vào bản thân thôi. Thì không nên sử dụng Boot Ratio Spread ha. Ratio Spread cho các mã mà ETF hoặc là cái mã có cái di chuyển sự ổn định. Thì ETF này thì ngoại trừ SOSL ha, SOSL thì di chuyển quá dữ rồi, mình không có thể tính vào trong nó là di chuyển ổn định được ha. Như vậy thì cái lượng premium khá thấp. ETF thì chẳng hạn SPY hoặc là QQQ thì cái lượng premium khá thấp thì nó khó để mình set up. Ok, nên sử dụng đây là một cái câu cuối cùng là nên sử dụng put ratio spread dành cho các mã stock có ý định nắm giữ long term hoặc là trong các trong cái account IRA của các anh chị ha, các account mà các anh chị giữ nuôi trong long term thì các anh chị liên tục sử dụng cái này và sử dụng những cái trade idea của em gợi ý để các anh chị gia tăng thêm cái tiền profit để mình có tiếp tục tiền, mình tiếp tục mình mua thêm share. Và khi mà các anh chị đã build như vậy rồi, dần dần các account của anh chị nó càng đi lên. Nếu mà thay vì mình đánh day trade là mình đánh từ từ, mình đánh risky so với market, thì đây là một cái trường hợp chúng ta đang build cái portfolio, build cái asset của chúng ta một cách chậm rãi và chắc chắn. Ok, như vậy là cái buổi chia sẻ ngày hôm nay tới đây cũng đã kết thúc. Thì hy vọng rằng cái sự chia sẻ của mình sẽ đóng góp thêm cho các anh chị một cái nhiều những cái sự hiểu thêm về những cái option strategy ha. Thì nếu mà các anh chị có bất kỳ câu hỏi gì, các anh chị có thể đặt trong classroom chat hộ em ha. Hoặc là có thể inbox riêng cho em để em trả lời. Thank you tất cả mọi người đã tham gia cái buổi chia sẻ ngày hôm nay ha. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại ha.